Việt Tân, Chân Trời Mới Media hoan hỉ loan tin Lê Văn Dũng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Xem qua tên bài viết đưa ngày 3 tháng 3 vừa qua, nhiều người cười ngả nghiêng khi các trang lề trên phong nhân vật này là nhà hoạt động mà không nêu rõ hoạt động gì. Nhân thân của nhân vật này, nhiều người đâu có lạ. Lê Văn Dũng, hay Dũng Vova, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, từng làm kỹ sư tại một số công ty, đơn vị. Hiện trú tại 5B, Hà Chỉ 3, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Từ năm 2011, bất mãn, cay cú, nghĩ là mình sinh bất phùng thời, hẩm hiu về số phận, gặp và được một số phần tử bất mãn, bất hảo, trong đó có Nguyễn Lân Thắng, phần tử còn nổi tiếng trước Dũng trong hội, nhóm những nhà dân chủ bơm kích, lợi dụng danh nghĩa đấu tranh cho dân chủ, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bênh vực quyền lợi người dân. Dũng lăn xả vào các hoạt động kích động, gây rối trật tự, nhất là thời điểm xảy ra các vụ khiếu kiện đất đai ở Dương Nội Đông Anh, Tiên Lãng Hải Phòng, Văn Giang Hưng Yên, sự cố môi trường Formosa Hà Tĩnh. Càng về sau, hoạt động của Dũng càng táo tợn, nguy hiểm hơn. Y triệt để khai thác, sử dụng mạng xã hội với động cơ và mục tiêu chống phá chế độ. Nhờ đó, 2-3 năm gần đây, Dũng có thêm thanh thế trong các nhóm dân chủ với vai trò là người đứng đầu nhóm phong trào chấn hưng nước Việt, lại còn được các tổ chức phản động hải ngoại dòm ngó, cổ vũ. Dũng tạo lập nhiều tài khoản như Lê Văn Dũng, Lê Dũng Vova, lôi kéo một số đối tượng công khai thành lập các kênh Tiếng Dân TV, Eva TV, 5 kênh Chấn Hưng TV trên YouTube, Facebook, tung lên đó các thông tin dày đặc xuyên tạc sự thật, thóa mạ nhà nước Việt Nam, lừa bịp người nhẹ dạ. Nhà đài dởm CHTV của Dũng còn tự chế và cấp bừa các thẻ nhà báo độc lập, sử dụng nó phục vụ các hành vi tác nghiệp bất hợp pháp, kiếm tiền một cách bẩn thỉu, từng bị chính quyền vạch trần, bị cơ quan công an cảnh cáo. Nhưng, trượt dài trên con dốc đứng tha hóa chính trị, đồng thời là nạn nhân sự tâng bốc của các nhà dân chủ giả cày, Dũng tự mãn đến mức hoang tưởng, nghênh ngang và hợm hĩnh lăm le trở thành dân biểu. Trên trang cá nhân, Dũng huyên hoang khoe khoang đã hoàn thành hồ sơ ứng cử. Không biết xấu hổ, y còn cao giọng xúc phạm trí thức Việt Nam, cho rằng trí thức Việt Nam lười thực thi quyền công dân. Y nói tôi và em Lê Trọng Hùng tại Hà Nội sẽ là hai người đầu tiên ra tranh cử đại biểu Quốc hội. Chẳng ai cấm công dân ứng cử. Thậm chí, cần khuyến khích, cổ vũ những người nhiệt tình, trách nhiệm, đủ năng lực, phẩm chất tham gia việc nước. Tuy nhiên, nhân thân, nhân cách như Dũng và Lê Trọng Hùng cũng một gã dân chủ giả hiệu nhiều người nhẵn mặt, chắc chắn cử tri chẳng thể để lọt qua vòng gửi xe. Có lẽ biết thế nên ngay cả Việt Tân vớ được Dũng như vớ được vàng, cổ súy hết lời. Nhưng, như để ý đỡ bẽ mặt, ngay từ lúc này, đã vu vạ trước rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ nhân danh hiệp thương, để huy động mặt trận tổ quốc đấu tố và loại bỏ các ứng viên tự do không phải là đảng viên,